Tớ cần lời giải thích. Tớ sẽ giải thích cho cậu tất cả mọi chuyện, nhưng với điều kiện là cậu đừng tiết lộ chuyện này cho bất cứ một ai biết. Cậu hứa đi đã. Việc động trời như thế này, cậu định giấu kiểu gì? Bao nhiêu lâu nay tớ vẫn giấu mọi người trong nhà, chả có ai nghi ngờ gì cả. Tớ không bao giờ nghĩ cậu lại có thể làm việc độc ác như vậy. Đúng là tớ có dựng nên cái chuyện là mẹ chồng của tớ bị xơ gan giai đoạn cuối và sắp chết. Nhưng tất cả mọi việc nó đều có hai mặt vấn đề của nó. Cậu đừng cứ chăm chăm chỉ nhìn vào cái khía cạnh tiêu cực. Nếu như mà cậu nhìn vào khía cạnh tích cực thì rõ ràng là cậu thấy đây là một cách để gắn kết mọi người trong nhà lại với nhau. Nhờ có chuyện này, bố tớ mới đưa mẹ Mai đi về quê. Và điều đó là mong ước suốt bao nhiêu lâu nay của mẹ, nhưng chưa bao giờ mẹ thực hiện được. Vậy thì rõ ràng là cậu thấy đây là một cách để gắn kết yêu thương trong gia đình mà. Cậu nghĩ đi, một người phụ nữ mà cả cuộc đời đã phải chịu thiệt thòi rồi, chẳng lẽ đến cuối đời không thể nhận lại một điều gì đó? Cậu đồng ý với tớ chứ hả? Cậu đừng có bao biện. Khái niệm yêu thương của cậu dựa trên sự dối trá là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, mạng sống không phải là thứ để mang ra làm trò đùa. Xin lỗi, tớ không thể thỏa hiệp với cậu chuyện này được. Nhưng mà tớ không hề đẩy mẹ chồng tớ vào chỗ chết, chỉ là giả chết thôi mà. Cậu làm tớ thất vọng quá. Cậu đừng có làm ra cái vẻ sứt mướt, ủy mị đấy nữa. Đằng nào thì bây giờ bài cũng đã ngả rồi. Chúng ta có hai cách để giải quyết vấn đề với nhau. Một là hãy coi như là cậu chưa bao giờ có được cái hồ sơ bệnh án này, và mẹ chồng của tớ vẫn tiếp tục bị xơ gan giai đoạn cuối. Tất nhiên là cho đến một lúc thích hợp nào đó thì sự việc sẽ chuyển sang một hướng khác tốt hơn. Còn hai, tớ không đồng ý. Cậu nghe tớ nói xong đã rồi cậu quyết định sau. Còn hai, nếu như mà cậu thích tung hô cái bí mật này lên thì cứ việc. Nhưng mà cậu phải nên nhớ, nhà mình bây giờ chả khác gì một bãi chiến trường. Nếu mà cậu có nói cái bí mật này ra, chưa chắc người ta đã coi cậu là anh hùng, mà thậm chí là cậu đã tự giết chính mình đấy. Mối quan hệ yêu đương của cậu và chồng tớ trong quá khứ chẳng phải là bí mật mà cả cậu và anh Phong đang cố gắng để giữ đấy sao? Hai người có bí mật của mình, tôi cũng có bí mật cần phải che giấu. Chúng ta đều cùng hội cùng thuyền với nhau, thế thì tại sao chúng ta lại không bao che cho nhau để giúp cho cả hai bên cùng có lợi? Tớ nói như vậy có đúng không? Cậu nhầm rồi. Xin lỗi, tớ không thể thỏa hiệp với cậu chuyện này được. Hoàn á, cậu chưa nghe tớ nói xong thì đừng có đi về. Cậu chưa nghĩ ra thì tốt nhất là đừng có nói. Được thế thì cậu cứ việc đi. Đi về mà nói với tất cả mọi người trong cái nhà đây đi. Rồi sau đó gia đình trắng tay. Để rồi xem lúc đó cậu có lấy được cái đạo đức và cao ngạo ra mà nuôi sống chính mình hay không. Đồ ngu xuẩn!